Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, khiến nhiều người nhốn nháo, chuẩn bị mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy. Tuy nhiên khi tham gia loại bảo hiểm này, người dân có thực sự biết về quyền lợi của mình hay không? Mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi phóng sự sau. Với công việc xe ôm công nghệ, hàng ngày anh Hoàng Việt Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thường xuyên phải tham gia giao thông. Anh Trung cho biết, để đủ điều kiện điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông, anh phải có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, trong đó có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy. Tuy nhiên, đối với loại bảo hiểm này, anh Trung mua chỉ để tránh bị xử phạt khi có lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Anh cũng không hề biết quyền lợi của mình khi tham gia loại bảo hiểm này. Tôi cũng có mua bảo hiểm bắt buộc rồi, nhưng chủ yếu là để đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông đỡ bị xử phạt thôi. Chứ còn về vấn đề bồi hoàn thủ tục bảo hiểm thì chúng tôi cũng không rất khó làm thủ tục khi gặp các phải trường hợp để bồi hoàn. Cũng như đối với trường hợp của anh Trung, hiện nay nhiều người dân điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy. Mục đích chỉ để có đầy đủ giấy tờ và trách nhiệm xử phạt khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Thực tế, họ cũng không biết quyền lợi của mình khi tham gia loại bảo hiểm này và đòi quyền lợi của mình ở đâu. Cho dù họ biết quyền lợi của mình, nhưng do thủ tục rườm rà, mất thời gian, ngại mời công an vào lập hồ sơ, khiến nhiều chủ phương tiện xe máy khi gặp nạn không yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Tôi là người hay tham gia giao thông, nhưng mà thật ra là tôi mua bảo hiểm này ấy, chỉ là để đầy đủ giấy tờ khi lưu hành trên xe trên đường thôi. Còn nếu mà bị cái gì đấy thì tôi cũng chưa biết là đòi quyền lợi cái thứ ở đâu cả. Mục đích thì để chủ yếu là thân thể người mới xe phá mà có ảnh hưởng gì thì công an người ta ấy ra cho. Thế thôi, chứ còn mua nhiều lúc hỏng hóc thì tự mình sửa, chứ còn bảo hiểm thì nó biết đến đâu, trừ khi xe tan nát và tai nạn giao thông thì bảo hiểm nó mới mình đề nghị nên thì họ mới ấy cho. Nếu mà bình thường thì chỉ biết đến mua rồi là phải mua, không mua thì công an nó bắt thế thôi. Hiện nay bảo hiểm xe máy có thể chia làm hai loại: bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm tự nguyện. Khi tham gia giao thông, bắt buộc người điều khiển phương tiện phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, nếu không sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người dân chưa phân biệt được và vẫn còn nhầm lẫn giữa hai loại bảo hiểm này. Chứng minh nữa cơ. Bảo hiểm thì là lúc nào tôi cũng có, nhưng phải hiện bảo hiểm tôi mua trong cây xăng thường xuyên là hết một năm nó lại bán lại, và tôi mua với giá 66.000 đồng đấy. Còn cái bảo hiểm bắt buộc với lại bảo hiểm tự nguyện thì bây giờ tôi chưa nắm được rõ là như nào. Tôi nghĩ là nó là như một, vì nó bắt buộc phải có đúng nào. Thế là tự nguyện thì là nếu ai không có thì người ta bắt buộc phải mua thôi, còn nếu tôi tự nguyện tôi mua rồi thì nó làm gì có đúng nào. Theo quy định tại thông tư 22 năm 2016 của Bộ Tài chính, chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe. Trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy mà không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực, có thể bị phạt số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019. Tuy nhiên, bảo hiểm trách nhiệm dân sự không bồi thường cho chủ xe. Chủ xe muốn được bồi thường về xe hay tính mạng cho chính mình thì phải mua một trong các loại bảo hiểm tự nguyện, bồi thường tùy theo từng loại bảo hiểm. Thế nhưng, do thủ tục rườm rà, mất thời gian, ngại mời công an vào lập hồ sơ, khiến nhiều chủ phương tiện xe máy khi gặp nạn không yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Các cơ quan có thẩm quyền cũng như các đơn vị bảo hiểm cũng cần có những cơ chế, chính sách phù hợp, thuận tiện để những người dân tham gia bảo hiểm thực sự được hưởng lợi với đồng tiền của mình bỏ ra.